Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Trở lại với tiếp tục với phần 2 của Thời sự Thế giới. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang đề cập đến quyết định của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ đưa ra ngày hôm nay. Đây là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Miguel Cardona. Ông tuyên bố, trong thời gian qua, sau cuộc điều tra của liên bang và nhìn thấy trường đại học cao đẳng ITT cách đây một vài năm đã tuyên bố phá sản bởi vì bị điều tra và các học sinh bỏ không tiếp tục theo học trả tiền. Và kết quả cuộc điều tra để cho thấy trường này đã có những cái sự lừa đảo và hứa hẹn cuội hứa suông đối với các sinh viên, khiến cho nhiều sinh viên học mà cuối cùng thì ra không có việc làm và cái sở học nó chẳng được các công ty quan tâm đến, bởi vì họ nghe nói đến ITT thì họ nói không có đúng theo các tiêu chuẩn. Chính vì vậy mà nhiều sinh viên thiếu cả chục ngàn Mỹ Kim, không có khả năng bởi vì họ cũng không có đi làm. Và qua các cuộc điều tra cuối cùng thì Bộ Giáo dục công nhận những sinh viên này đã trả cái giá khá là đắt, vì thế họ đồng ý để xóa nợ sinh viên trị giá lên đến 1 tỷ 100 triệu Mỹ Kim, thưa quý vị. 115.000 người sinh viên trường đại học cao đẳng ITT đã được xóa nợ. Và tính đến tháng 1 cho đến giờ phút này, sau khi lên nắm chính quyền, phía Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố sẽ xóa nợ cho khá nhiều các sinh viên. Và tính đến giờ phút này, 563.000 sinh viên, đa phần là đến từ các trường đại học cao đẳng, không có được bất cứ một cái sự hỗ trợ nào và cũng như công ăn việc làm, được xóa nợ, thưa quý vị. Và đó là một trong những cái tin tốt cho các sinh viên hiện nay. Một phần thì họ họ phải đi tìm những cái việc khác để làm, hoặc là có một số người hiện nay đã họ nói rằng tôi cố gắng trả nhưng mà rất tiếc là do đại dịch. Đại dịch là lý do mà phía chính quyền của Joe Biden hỗ trợ cho các sinh viên này. Vâng, thưa quý vị, từ hồi bắt đầu tháng 9 năm ngoái thì quý vị cũng nghe là khoảng 90% những cái công ty bảo hiểm tư nhân ở Hoa Kỳ này đó, họ một là họ hủy 100% cái tiền mà bệnh nhân phải bỏ ra, hoặc là bệnh nhân phải trả rất là ít nếu như bà bị nhiễm COVID và phải vào nhà thương chữa trị, nó gọi là COVID cost đó, là bởi vì cái tình trạng mọi người không có được đi làm và chính phủ yêu cầu các công ty bảo hiểm phải giúp đỡ cho mọi người. Tuy nhiên bây giờ với cái việc là vaccine đã có và được FDA chuẩn thuận 100% đó, thì các công ty này họ tuyên bố gần như toàn bộ trở lại rồi, thưa quý vị, là họ nói nếu như bây giờ những ai mua bảo hiểm nhưng mà không có chích ngừa vaccine đó, mà bị nhiễm COVID và phải vào viện đó, thì họ sẽ không có waive cái chi phí này nữa, mà những người này sẽ bắt đầu phải trả lại tiền copay hoặc là tiền khi mà vào viện, nếu mà cắm ống trợ thở hay là tất cả những cái thuốc men gì cần thiết để mà chữa trị thì có thể sẽ phải trả, chỉ rất ít số ít mà được những cái hãng bảo hiểm này họ sang sẻ bớt đi. Và cái việc đó nó sẽ càng gây thêm gánh nặng, đặc biệt cho những người mà bây giờ đó vẫn đang thất nghiệp và vẫn còn nợ tiền nhà. Thì cái tin này được đưa ra một ngày sau khi, quý vị cũng nhớ là hãng hàng không Delta đó, thưa quý vị, họ tuyên bố là tất cả nhân viên nào của Delta mà không chích ngừa đó, bắt đầu từ cuối tháng 9 này, là cái tiền bảo hiểm của những người nhân viên này mua đó sẽ bị tự động hãng cộng thêm 200 đồng mỗi một tháng, là bởi vì họ nói là những cái người này có nguy cơ gánh nặng về tài chính cho hãng, nếu như bởi vì đã có thuốc ngừa mà không chịu chích, thì nếu như nhập viện đó, thì bởi vì cái mức trung bình mà cho một người phải bị nhập viện vì COVID, cái con số mà bệnh viện họ bill ra là khoảng 30-40 ngàn, thì hãng Delta họ nói là những người này bởi vì ngoan cố cho nên là mới phải bị dính COVID thì phải tự chi trả cho cái số tiền đó.
Mới đây chúng tôi cũng đã gửi đến quý vị một phần tường trình liên quan đến tình hình địa ốc, nhà cửa và giá nhà vẫn tiếp tục gia tăng. Hiệp hội Địa ốc Quốc gia Hoa Kỳ tuyên bố trong tháng 7 vừa qua, số nhà mới bán ra ít đi. Bởi vì sao? Họ không có xây nhiều như trước nữa, không còn đất và những cái trung tâm, khu trung tâm nó không còn có nơi để mà xây thêm nhà. Nhà bây giờ cao 2-3 tầng không à? Và vì thế, chưa kể đó là phân lời thấp hiện nay đã giúp... giống như là bỏ củi vào để nung cháy thêm cái thị trường địa ốc, và chính vì thế họ nói cái giá nhà nó bị hot, nóng lên là như thế. Và thậm chí trong tháng 7 vừa qua giá nhà tiếp tục lên cao ở mức kỷ lục. Và tuy nhiên giới đầu tư, trong đó có ông Peter Bockvar, vào ngày hôm nay trên đài CNBC, ông tường trình và ông cảm thấy lo lắng sau khi nghe phần trình bày của ông Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Thì ông Peter Bockvar tuyên bố ông đang lo ngại cho những người mua nhà lần đầu, họ sẽ trở thành nạn nhân của cái tình trạng giá nhà có khả năng đi xuống trong vòng 6 tháng tới 1 năm tới. Theo lời của ông Bockvar, một chuyên gia về kinh tế và cũng là địa ốc đó, thì ông nói rằng giá nhà không thể nào mà lên cao hoài được, nó phải đến lúc nó xuống. Và ông còn lo sợ là nó có thể nó xảy ra một cái tình trạng gọi là bubble, tương tự như một quả bóng nó bị đưa cái khí nóng vào, nó đẩy ra càng ngày càng phình to ra, cho đến khi không còn nữa thì nó phình to đến độ nó nổ, thì đó là tình trạng bubble. Đã từng xảy ra năm 2006 dưới thời của ông Obama trước đây, trước khi mà ông Obama vào tòa Bạch Ốc đó, thì đến 2008 ông phải đưa ra các nỗ lực. Thì theo các chuyên gia hiện nay, nếu trong trường hợp mà Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ trong vòng 6 tháng hoặc 1 năm tới, và đó là cái chiều hướng sẽ xảy ra, phân lời lên cao, phân lời có thể vượt quá 2 hoặc là thậm chí 3%, đến lúc đó thì số người muốn tái tài trợ và số người nhìn thấy giá nhà cao quá mà phân lời lại cao nữa, thì cái số tiền họ trả ra hàng tháng nó quá cao. Thế thì chỉ trong vòng 1 năm nữa mà những người, theo lời của ông Bockvar tuyên bố, ngày hôm nay nếu mà họ mua nhà đó, họ down 5%, mà khi cái correction, tức là cái sự chỉnh đốn giá nhà mà giảm 10%, và ông nghĩ rằng khi mà giá nhà trong tương lai mà xảy ra cái tình trạng phân lời như thế đó, khi mà số người mua nhà giảm đi thì giá nhà chắc chắn các chủ nhà phải giảm giá. Đến lúc đó sẽ trở thành thị trường của những người mua nhà. Bây giờ là thị trường của những người bán nhà, thưa quý vị. Bởi vì sao? Những người bán nhà đó họ nhận được 20 cái offers. Nhưng mà khi mà cái thời gian bubble giá nhà bị giảm xuống đó, thì cái thị trường đến lúc đó chủ nhà phải giảm. Và khi mà đến lúc mà họ hoảng á, họ bán không được, thì họ càng giảm nhiều hơn nữa, và thị trường đến lúc đó có thể giảm 10%. Theo lời của ông Bockvar, nếu mà ngày hôm nay những người bỏ 5% theo cái tiêu chuẩn hiện nay cho phép để mua nhà đó, thì khi mà nhà xuống 10%, thì cái equity, cái tiền của trong nhà, thay vì lẽ ra họ nợ có 500 ngàn thôi, thì bây giờ họ nợ trên 500 ngàn. Bởi vì cái số tiền mà lẽ ra căn nhà của họ phải trên 500 ngàn, họ không còn nữa. Mà bây giờ cái nhà đó còn có 450 ngàn thôi, họ mất toi 50 ngàn. Chưa kể là mặc dầu họ nhận được cái phân lời thấp, thưa quý vị. Thì đó là những cái diễn biến hiện nay liên quan đến cái vấn đề nhà cửa. Tuy nhiên, giới đầu tư nói rằng đây chỉ là một cái nhận định của một kinh tế gia về địa ốc, chưa có hẳn có cái phần chính xác. Bởi vì họ vẫn phải chờ đợi theo cái tình huống của những người mua nhà, và liệu rằng cái thị trường nó sẽ được đứng lại hay là vẫn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì một nhà tù ở thành phố Fayetteville là thuộc tiểu bang Arkansas đó, thưa quý vị, những người mà lãnh đạo cái nhà tù này cùng với cái ông bác sĩ mà được cái nhà tù này thuê đó, có nguy cơ sẽ bị cơ quan liên bang điều tra, bởi vì một hội đồng thành phố ở Fayetteville phát hiện là cái ông bác sĩ mà do cái nhà tù này thuê để mà khám bệnh, chữa bệnh cho các tù nhân đó, ổng đã kê một cái loại thuốc mà
dùng để thải giun dành cho ngựa, nhưng mà ổng kê để cho tù nhân uống nếu mà tù nhân bị COVID, hoặc là để ngăn ngừa COVID đó, ổng cũng cho người ta uống cái loại thuốc này luôn, thưa quý vị. Này ổng chơi kỳ quá. Không hiểu sao bác sĩ đó. Dạ vâng. Bác sĩ. đây là chân dung bác sĩ ra đây thôi quý vị. Rob Karras. Đây là lúc mà ông xuất hiện trên đài truyền hình địa phương và ông biện hộ cho cái quyết định của mình. Thì giống như thuốc sổ đó phải không? Dạ vâng, đúng rồi. Thì cái vấn đề ở đây đó là ổng đã kê cái loại thuốc này từ hồi tháng 10 năm ngoái lận, nhưng mà bởi vì là chỉ cho tù nhân thôi cho nên là tin tức không có bị rò rỉ ra ngoài. Chỉ đến hồi cuối tuần trước đó thưa quý vị, chính một nhân viên của nhà tù, nghĩa là không phải tù nhân đó, ông này ổng đi khám bệnh làm test COVID là bởi vì bị expose với những người tù nhân ở trong đó, thì cái test của cái người nhân viên này đó là negative, âm tính. Và chúng tôi sẽ tiếp tục phần tin tức này sau phần quảng cáo. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.